Đây các bạn này, đến cái khu vực mọi người đang cấy ở đây, tôi phải đi đi lạc mất mấy tiếng đồng hồ. Vì là mình lúc nãy mình chỗ mình đứng đầu tiên ở tận trên đỉnh kia kìa. Đi mấy tiếng đồng hồ mới đến cái chỗ này. Lúc nãy là còn lạc sang bên này nữa các bạn ạ. Ôi rồi cả buổi sáng, bây giờ là 10 giờ rồi, đi từ 8 giờ. Nhìn thì rất là gần thôi nhưng mà đi xa lắm các bạn ạ. Đây là những cái thổ ruộng bậc thang của người Hơ Mông ấy nhé. Cái bờ này người ta đắp rất là chắc chắn gọn gọn. Và các em gái Hơ Mông kia đang cấy à. Giờ ra tận nơi xem mọi người cấy như nào. Ui trơn lắm. Phải tắt máy đi đã. Đây các cô với các chị cấy cái lúa này là lúa gì em? Lúa giống này. Loại giống này á? Vâng. Giống này đó đúng không? 838 à? À. Ô những con bé nhỏ nhỏ này đã cấy lúa được giá. Ô nhỉ. Đây ra đây xem em cái em bé này cấy. Giỏi chưa? Ây da, giỏi thật đấy. Tí nữa làm sao mà chú xuống đây cấy ai cầm máy rồi nhỉ? Từ từ đã. Ê, bé tí. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi cháu? Hả? Có biết nói tiếng Kinh không đây? Biết nói không? Không biết nói á? Có đi học à? Không đi học à? Nói chuyện với chú một tí. Năm nay bao tuổi rồi anh? Con bé này này. 7 tuổi á? 7 tuổi đã đi cấy. 7 tuổi đã được cái cấy như này, giỏi nhỉ. Kia kìa, bé kia nữa kìa. Con kia chắc cũng khoảng 6 7 tuổi kìa. Con này đứa này chắc 6 tuổi. À. Ừ kia 6 tuổi đã biết đi cấy rồi. Đứa này là 7 tuổi. Ôi giời ơi, giỏi quá nhỉ. Tài thật đấy. Ở đây thì mạ người ta nhổ các bạn ạ. Nhổ lên thành từng bó này, cho cháu mượn một bó cho quay với. Cho cháu cầm tí. Bó mạ ấy. Cháu cầm tí. Khổ lắm, cô ở đây không biết nói tiếng Kinh phải không? À đây. Cái bó mạ của người đồng bào Hơ Mông ở đây người ta cấy thế này. Đây nhổ nhá. Khi mà vận chuyển thì nó cũng nhẹ. Gánh lên đây ấy. À đây cháu gửi cô. Không khổ không cầm được máy để cấy như thanh niên kia nhé. Hơi bị ghen tị ở đây. Ở đâu mình đồng bào Hơ Mông thôi. Ừ. Cái với mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem bên này xem hai em gái này rồi là lên bên trên kia để xem mọi người bừa ruộng xem như nào. Đây, làm quen với các chị ở đây đang cấy này. Cái đám ruộng rất là nhỏ nhá. Chị bé đi nắng này nó có bao giờ nó có hay ấy không? Bị ốm không? Không. À nó quen à? Quen chắc nó quen với cái môi trường này rồi đúng không? Ê, thầy cười chị. Mấy tháng rồi chị? Gần 8 tháng rồi. À mới gần 8 tháng thôi đã bế đi như này vậy á? Mà giờ mong thì 1 tháng là đi rồi mà. 1 tháng đi rồi. Ây giờ phải nói là nó, phải nói là các em nhỏ đây nó chịu nhiệt tốt đấy. À còn người Mông là 1 tháng đã phải đèo lên lưng này đi rồi. Nhưng mà đi làm sớm quá các cháu thì sợ nó ốm ấy. Nắng ấy. Có người đi làm. À. Khiếp. Nửa tháng đã đi làm nếu mà không có người ở nhà ấy. À. Ô đi làm sớm thế thì ví dụ nhá, người mẹ như em là người mẹ thì đi làm sớm thế nó không ấy à? Không sợ bị cái gì nhỉ, hậu sản nhỉ, người ta hay gọi cái từ đấy nhỉ. Vâng, sợ nhưng mà có ai làm thì phải làm. Tức là mình cũng bắt buộc vì ấy thôi, vì công việc thôi đúng không? Thằng này 8 tháng, ôi chùi hết mũi ra tay rồi. Thì em ngờ nhất là có đi học không? Học xong lớp 9 rồi. À học xong lớp 9 rồi lấy chồng luôn à?
Thế lấy chồng ở xa hay là ở gần đây em? Chị Cú Nha. Chị Cú Nha à? Chị Cú Nha thì cũng gần đây chứ nhỉ? Ở đâu? Ở đằng kia? À thế à? Đây, ở đây thì những cái thửa ruộng bậc thang này rất là đẹp các bạn ạ. Ngày trước thì tôi có làm một cái video mà em xài, em trồng ngô kìa. À, những cái thửa ruộng sử dụng ngô kia kìa. Bây giờ nó lên bằng đấy rồi. Ngày trước tôi làm là bắt đầu mới trồng các bạn nhé. Những cái thửa ruộng kia kìa. Mà có cái phần ăn cơm trên nương á. Cái lán hình như ở dưới kia thì phải. Năm ngoái em lên mùa... Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chính xác ấy. Mình lên đây ấy. Thời điểm đấy là ngô nó bắt đầu mới trồng mà bây giờ đã ra quả rồi. Hả? Ờ, ăn cơm cùng chị xài ấy. Phải không? Em xem à? Ờ, hôm đấy, đợt đấy vào lên đây cách khoảng độ chắc phải đến mấy tháng, 5-6 tháng rồi. Đúng rồi. Thế là quên anh đấy à? Dạ. Xem video. Không quên. Ê mà thế mà không quên em. Xem video mà. Ờ, xem video. Có hay không? Có hay à? Thế đợt này về lại xem nhé. Vẫn vào cái kênh đấy xem mọi người cấy lúa ở trên Mù Quang Chải. Là có mình đấy. Hay đấy. Cái này thì cấy thì tầm tháng 8 đến tháng 9 là được ấy đúng không? Được tháng 10 cơ à? Tháng 10 dương lịch á? Hay là âm lịch? À tháng 10 âm lịch mới được gặt à? Cái mạ này bọn em làm mạ ở đâu? À đây à? Cái đám này đám mạ đây đúng không? À. Ồ, bên kia lại còn có cả máy bừa bên kia kìa. Chút nữa chúng ta sẽ xuống bên đấy. À, chưa bừa rồi à? À. Rồi bây giờ đi xem bừa ruộng đã. Thôi các chị cấy nhá. Đây các bạn này, đây là cái công đoạn loạt ruộng này. Đấy, loạt bằng trâu các bạn ạ. Còn bên trên này là đám này là còn nguyên nhá, chưa làm. Bờ cũng chưa làm nhá. Đấy, khi mà cái bờ nó làm rồi thì nó sạch như thế này nhá. Đấy, bờ làm sạch và đắp rất là chắc chắn. Đấy, còn cái công đoạn cày thì người ta dùng cái máy kìa. Dùng cái máy bừa nhỏ nhỏ thôi, không phải máy bừa to như máy dưới kia. Đây là một cái công đoạn gọi là tổng thể huy động người ra làm các công đoạn để cấy luôn các bạn ạ. Cái đám ruộng này còn nguyên nhá. Đầu tiên người ta dùng cái máy bừa bé thôi, không phải như máy bừa miền xuôi mình. Bừa một người thì ở trên kia thì phát cái bờ. Lúc nãy có một người phun thuốc qua rồi nhá. Đấy, xong lại một lần phát nữa cho sạch sẽ. Đấy, xong rồi người thì hai người thì đắp bờ ở bên dưới. Còn hai con trâu đứng ra xa xa kia là chuẩn bị là bừa luôn. Đấy, bừa luôn mà xong là được vài lần thì người ta loạt. Giống như cái đám dưới này này. Công đoạn làm giống nhau như thế. Ra đây xem. Đấy, cái máy bừa ở trên vùng cao nó như này đấy các bạn này. Bé tí này thôi. Thế mà có loại to thì nó không quay được đúng không? Có loại này khiêng đi được không anh? À, nó có khiêng đi được không? À? Khiêng đi được đúng không? Vâng. Đấy, đây là cái công đoạn phát cỏ bờ dưới các bạn nhé. Người ta làm rất là sạch sẽ mà kỹ các bạn ạ. Còn bên kia đây, rất đông này, mọi người trên này cũng đang cấy này. Tôi sẽ lái cái máy cày ở trên vùng cao này xem thế nào các bạn nhé. Cày đi. 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 Đi.
tục thì tôi sẽ trải nghiệm bừa ở trên này xem như nào nhé. Cái bừa ở đây thì khác với bừa cho tôi là nó không có một cái ngang ở đây nhé. Cái răng bừa nó rất là sâu các bạn ạ. Đấy, mà trâu thì không biết là có quen không được bừa đây. Nào. Ê. Đấy, thấy chưa? Chớp. Trâu ở đây rất là khỏe các bạn ạ. Tuyệt vời. Vừa mấy lượt thế được rồi chú. Không, cái này nó còn nó gì phải đưa nhiều lắm. Bây giờ bắt đầu sẽ là cầu nữa. Chắc không? Hơi định chắc đấy. Đấy, anh đứng đấy xem em đổ cua phát này nhá. Chắc luôn. Đây xin giới thiệu với các bạn là mọi người bắt đầu vào bữa cơm trưa đây. các anh ở trên này à? Còn các chị ở dưới này à? À tức là ở trên trong đây nó chật à? Hơi chật à? Vâng, các anh cứ lên trước để em quay các chị ở đây ăn uống một chút cho mọi người biết. Chào các chị nhá. Em quay một tí các món ăn buổi trưa hôm nay các chị ăn cơm ở đây. Quay không có cái gì ăn á, xéo của lắm. Không, thế nó mới dân ra chứ. Ô, ăn cả ớt to thế mà ăn được cay thế cơ à? Nhưng mà thì không có cái gì ăn thì... À... Tấm lòng thôi nhỉ, ba cái tô cơm rất là to. Ở đây thì đi làm như này ăn khỏe lắm các chị nhỉ? Hôm có... Chứ không tiện chỉ nhá, tôi sẽ giới thiệu qua thôi. Cái món canh kia là canh... canh gừng này. Đấy, món canh. Canh gừng này, kia là món thịt lợn xào à chị? Ở giữa kìa. Đó. Thì nữa gửi cho các cháu ít tiền để mua quà cho các cháu nhá. Hôm nay vào làm phiền gia đình. Các chị ăn cơm đi. Gửi ít người mua kem để ăn. Vâng. Cái tay anh đỏ lòm thế, anh ăn kiểu gì? Quan trọng nhỉ chị nhỉ? Người mông cơ mà. Đấy, hôm nay tôi đi cùng anh Sa Trường Giang TV. Dạ, cái tay cho bẩn lắm, cho không cầm được đâu, nên để tay đỏ lòm này. Để tí. Rồi, cảm ơn. Vâng. Cháu xin nhá. Bác Hồ bảo rồi. Năm em mình là cùng năm tư dân tộc năm tư dân tộc anh em. Giúp nhau chứ. Đã thua chứ chưa chứ. Đã chua đi chua. Ăn rồi, nhưng cô này ăn chưa? Chưa. Ô, cái mắt cái mắt này sao kia? Bị mộng à, không đi sao không đi viện à? Ủa, cái mắt nó có cái lên mộng mà không đi ra viện kìa. Vâng, anh cứ vào lên trước đi. Đấy, đưa cho bọn trẻ con nó tí nó đi mua quả. Đưa phát quả mua nhá. Mua về kem cho 10 nhá. Ừ, dạ. Nha. Giỏi nhá. Nghe người bố mẹ, nghe người cô giáo. Ừ. Học biết đến chứ. Đã, không là... Các bà mình đắp. Dạ. À cái này ạ. Cái này món gì đây chị ơi? À nha. Cái này là thịt thịt rang à? Đây các bạn này. Món gì đấy chị vừa cho này.
tay mới bận mà vẫn ăn. Ông thử thưởng thức à, cái món vừa đổ vào tay này, món cà mắm các bạn, cà mắm rất là mặn luôn. Nói chuyện mình giao lưu kênh của anh ấy luôn. Nói là à, mọi người ủng hộ kênh gái bản nhá. Một kênh gái bản, kênh gái bản lên giúp bên mình. Ngon lắm đúng không, ăn đẹp. Giờ giữa trời nắng luôn các bạn, nắng chang chang luôn. Ôi nắng ấy, cái chị ngồi thế này không thấy nắng à? Cái làm gì cái này đâu? Cái dưới sàn kia lại ấy quá nhỉ, chật hẹp, ngại buộc. Đây bây giờ lên nhà. Ui ôi, cái tấm gỗ này có ổn không đấy? Nhìn nguy hiểm thế. Ui. Cái này hành rau ấy. Lên trên nhà để ngồi với các anh. Đá cây nhỉ? Ui đông cái này ngồi được không anh? Vâng vâng. Vâng vâng. Đây các bạn này. Ngồi cái lán nhỏ nhỏ trên nhà này rất là đông luôn. Để cho em vào và giao lưu một tí. Hai anh đã ngồi vào trước rồi. Vâng vâng. Ê, chật quá nhỉ. Đi rượu luôn á. Em không ngồi được mà, em đứng này em nói chuyện với các bác một tí. Em mời nhá, em mời cả nhà nhá. Đây, giao lưu với các anh các chị ở đây, các anh ở đây quý người quá. Vâng, làm nhá. Không ai chiếu. Đây còn thừa đấy. Ai à, rượu ngon lắm anh ạ. Đây. Em thích nhất cái món rượu cảng lên. Hả? Phải thế đó. Ôi, nửa bát này hết. Tí đi đi đường kiểu gì. Anh có làm nửa bát này kia là. Vâng. Rất ngon luôn. À. Nhiều lắm. Nước không được, không biết là nước cái gì đây. Rồi. Hết rồi ạ. Vâng, em cảm ơn nhé. Làm miếng đi. Cơm đi chị ơi. Ở đây là các anh chị là một nhà hay là mấy nhà đây ạ? Hai nhà. À mấy nhà cơ? À. Mấy cái món này toàn món đặc sản ở trên vùng cao ấy chứ nhỉ? Món kia là món đỗ này. Món cái loa inox kia là món gì kia anh? Vâng. Đỗ là mà nó thái rồi. À, cũng đỗ à? Hai kiểu đỗ à? Họ chớ. Cái bát này là bát canh gừng à? Gừng và thì thịt gà. À, thịt gà nấu canh gừng. Cái này cũng mà đá hẹ lắm nha. Đâu đâu, món gì anh? Cái hành ở trên rừng ấy. Cái dao lúc sáng mà. Cái này mọi người là cái hành của người tộc này là mình ăn rồi nó là thơm cực kỳ luôn, chấm mấy cái ấy. Hạt dổi chứ không có đâu nếu không trồng, chỉ lấy ở trên rừng thôi. À đấy ạ. Đây nó mọc này. Đây gọi là món rau gì? Giống lá hẹ nhưng mà không phải lá hẹ á. Không phải lá hẹ. Thơm cực kỳ. À đấy ạ. Thôi mày ăn. Cô đi đứa điều với anh đứa điều, chỉ lấy trên rừng cho lấy tay bóc vào ăn luôn. Ngoài biết không? Má mới biết là ngon không? Nói là ngon nhá. Ngon. Ăn bơm bùi hao ăn tôm. Ăn đi, vâng vâng. Dạ dạ vâng. Nhờ đi một nửa đi vòng thì anh em tình cảm thân trẻ nhau nhưng mong của này cũng giàu đấy bà họ. Đến nơi cứ sợ. Anh em mình giao lưu nhau một tí. Hút cà chế của họ này. Thưởng thức cái món rau rừng này tí. Được rồi, chú chuyển bát đây của cháu đây rồi. Chưa ăn bao giờ. À, hay à. Cái vị nó chỉ kiểu vị lá hẹ anh ạ. Nóng không đấy. Ngon phết nhỉ. Đây bác của anh mà. Đây em nhé. Vâng. Anh em mình thì tức là sao quen. Các bạn đã lên đây được trải nghiệm bữa trưa của đồng bào dân tộc Hâm Mông làm ruộng ở ngoài đồng đấy. Đấy, bữa trưa là rất là đơn giản dị như này. Đây là cái lán ấy, bên trong cái lán các bạn này. Bên trong nó rất là nhỏ thôi. Ban đêm có người ở đây ngủ không anh? Ban đêm có người ở đây ngủ không? Có cái em nhá. À thế à? Mình ở đây mình trông lúa à? À lấy nước ruộng cái gì? Lấy nước ruộng rồi là mình trông ngô, trông khoai các thứ kiểu kiểu ấy. Khỏe. Nhìn cái em có cái gì? Có cái gì mà cười hay đấy? Mà vẫn có cái món đồ gì mà cười?
Đây tôi không uống được rượu nên là phải xin phép ra ngoài. Gặp hai chị ngồi ở ngay cái đầu hè này. Đấy tôi quay cho các bạn biết những cái món ăn cơ bản của chị đấy nhá. Đỗ này, gừng với muối này. Đấy, có mỗi hai cái món chính này nữa, với lại cơm nguội. Nhưng mà ăn khỏe, tuyệt vời đấy. Thế nó mới khỏe nhờ chị nhờ. Chị Pau à? Không biết nói à? Biết nói tiếng Kinh không? Chị Pau à? Đấy, ở đây thì mình khá là thiệt thòi là rất là trẻ thế nhưng mà không biết nói tiếng Kinh các bạn ạ. Ôi, bến nó lên đây em ơi. Bến nó lên dâm này này. Ui, nó nắng quá. Bế lên đây để anh xuống. Từ từ đã, để anh xuống. Bế nó lên đây này. Khiếp bé tí là bế ra ngoài đồng này nắng quá. Các chị trên này xong hết à? Ăn xong hết à? Ăn xong hết à mọi người. Ở đây thì các cô chắc là không biết nói tiếng Kinh đâu nhỉ? À, toàn chipo đấy, em gái y tuổi kia cũng hỏi cũng không biết, không biết nói tiếng Kinh khổ thế đấy. Mình thì không biết nói tiếng Mông, biết nói tiếng Mông thì tốt quá. Hôm nay giao lưu cùng các chị ở đây thì tuyệt vời. Đấy, vừa rồi thì tôi đã đưa các bạn đi xem cái bữa trưa nghỉ ngơi của người đồng bào dân tộc Hmông ở đây làm ruộng ở đây này. Đấy, mọi người vẫn đang uống rượu ở trên kia và các chị ở đây đã ăn xong rồi. Và video tôi xin kết thúc tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay, thấy thú vị mà muốn có những cái cuộc trải nghiệm như thế này thì các bạn đến với vùng đất Mù Cang Chải các bạn nhé, của Yên Bái, ngắm những sử dụng bậc thang và cùng trải nghiệm cùng người dân ở đây làm những công việc hàng ngày của người ta ấy. Rất vui và thú vị và ngắm được những cái cảnh đẹp, hưởng thụ được cái không khí trong lành, mát mẻ giữa mùa hè tháng 6 mà cảm giác mát lạnh luôn, phê lắm. Rồi, video tôi xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay, thấy thú vị thì hãy ủng hộ mình bằng cách là like video và ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video hay, mới, hấp dẫn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Thôi, em xin phép nha, các chị làm nhá. Chào, bye bye nhá. Hôm nay có chụp ảnh không nhỉ? Bye bye, chị không phải chị không thì bye bye. Bye bye thôi, này, bye bye vào máy cái nào. Không bye bye à? Nào, bye bye. Xin chào nhá, về đây.